Thực chất thì cầu thủ Mario rất là hòa nhập rất tốt với đội bóng, kể cả sinh hoạt hay chia sẻ với các cầu thủ thì cầu ấy là một cầu thủ đúng cầu thủ chuyên nghiệp. Còn để có thời gian để hòa hợp nữa là một vấn đề. Mario Akes sở hữu một bản sở hữu lý lịch tuyệt vời khi cầu thủ sinh năm 1992, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Tây Ban Nha Villarreal và cũng có quãng thời gian chơi bóng tại đây vào mùa giải 2012. Sau đó, anh còn có giai đoạn thi đấu cho Valencia và Elche tại La Liga. Trước khi đến Việt Nam, Mario có hai mùa giải khoác áo Newcastle Jets ở Australia và chơi 754 phút. Có lẽ chừng đó là đủ để đội bóng xứ Nghệ quyết định ký hợp đồng với cầu thủ này. Tôi đến Việt Nam vì muốn tìm kiếm thử thách mới và Sông Lam Nghệ An đã cho tôi thấy một lộ trình rất tốt trong thời gian tới. Tôi rất thích cách các cầu thủ nơi đây làm việc. Nó sẽ giúp không chỉ cho tôi mà bóng đá Việt Nam cũng được phát triển hơn. Tôi luôn muốn bản thân phải thật nỗ lực qua từng ngày để góp phần cùng với các đồng đội đạt được kết quả cao tại V-League. Sông Lam Nghệ An là một trong những đội bóng có truyền thống ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam. Đó là lý do vì sao tôi muốn cống hiến cho họ. Khi đến đây, tôi không có bất kỳ trở ngại nào lớn. Các cầu thủ đối xử với nhau rất tốt, như một gia đình. Khi thi đấu, họ không bao giờ muốn bỏ cuộc, dù kết quả như thế nào. Tinh thần thi đấu của họ rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ sớm đạt được mục tiêu vô địch. Andres Mario, William! Dĩ nhiên không có gì là dễ dàng cho việc cạnh tranh top 3. V-League là một giải đấu khốc liệt, như các bạn đã biết. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Muốn duy trì điều đó, họ phải có giải vô địch quốc gia đạt chất lượng cao. Tôi và các đồng đội đang từng ngày nỗ lực, kết nối với nhau để chơi tốt từng trận. Tôi không có gì áp lực đâu. Tôi đến đây để chơi bóng, để tận hưởng những điều mới mẻ. Giải đấu vẫn còn rất dài. Tôi chưa chắc mình sẽ làm được một điều gì đó thật lớn. Nhưng tôi luôn tin vào khả năng của bản thân, tin vào đội bóng. Sông Lam Nghệ An sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Tôi muốn giúp họ tiến bộ và đạt đến đẳng cấp cao hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng từng ngày thực hiện điều này. Thật khó để nói rằng Sông Lam Nghệ An hay bất kỳ đội bóng nào sẽ lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay hay trong một, hai mùa tới. Tất cả đều có sự đầu tư mạnh mẽ và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình của họ. Tôi cùng đồng đội sẽ thể hiện ấn tượng để khiến cổ động viên hài lòng. Tôi chưa nghĩ đến những điều quá xa. Hiện tại mọi thứ ở Sông Lam Nghệ An vẫn đang rất ổn với tôi. Mọi người như một gia đình, luôn chia sẻ khó khăn cho nhau theo cách cởi mở nhất. Tôi hy vọng mình sẽ chơi bóng tại đây trong những năm tới. Tôi muốn nâng cúp vô địch cùng đội bóng này trong tương lai.